tiền thôi đừng sáng. Xé ra trưa thì nấu bánh mì đi. Tất cả đều ăn liền nè. Ăn liền thì phải chết nha. Đẹp quá, giờ này thấy rồi đó, nó bụng rồi phải không? Đó, thì cho mấy em mỗi thứ một bịch. Trưa nay mua bánh mì về ăn luôn tại chỗ. Đó, vậy các bạn tìm chỗ dễ mở đi để thu hút cảnh cho khách. Tại những cái gói xúc xích thường khác thì người ta phải đi giao kéo gì đó mới mở được. Còn đây không cần. Ở bằng tay cũng được.